cát và cát. Cát trải dài đến tận đường chân trời. Sống trên cát nên buộc người dân xã Phước Dinh phải thích nghi. Những ao nổi được lót bằng tấm nhựa để trữ nước, áp dụng tưới tiết kiệm chắc chiêu từng giọt nước. Trên cùng mảnh vườn, nhiều loại cây trồng được xen kẽ với nhau để giữ nước. Tưới nước tiết kiệm hết, dùng ống bét quay rồi tưới nước tiết kiệm hết. Cái hộ có hộ thì người ta tiết kiệm hơn thì người ta sẽ đào ao. Bằng người ta chỉ dùng cái nước, thứ nhất là nước giếng, thứ hai là nước trời. Rồi ta chạy xuống cái ao lại, rồi cái ao đó người ta bơm là tưới tiêu lại. Làm nông nghiệp trên cát, nước tưới là yếu tố quyết định. Năm 2014, hồ núi 1 với dung tích 2,25 triệu mét khối được xây dựng cung cấp nước tưới cho sản xuất nơi đây. Nước về đã giúp người dân địa phương mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Năm 2019, ông Nguyễn Hữu Cư tiên phong đưa giống măng tây về trồng trên cát. Cứ sau một đêm, một sào măng tây mang lại cho ông từ 500 đến 600 ngàn đồng. Trước đây là mình trồng cây cà, cây ớt, đó, nhưng mà cái hiệu quả thì nó không bằng cây măng tây. Ví dụ cái đó là mình thu chỉ một lần thôi, còn cái này là mình thu nó lâu dài. Là quan trọng là mình phải chăm bón phân thuốc cho nó đầy đủ thì nó có hiệu quả. Quan niệm vùng đất cát bạc màu, năng suất cây trồng bấp bênh không còn đúng trong điều kiện sản xuất nông nghiệp hiện đại. Nông dân xã Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận đã cho thấy khi chủ động được nguồn nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chọn lựa cây trồng phù hợp thì làm nông nghiệp trên vùng đất cát không còn là khó khăn nữa.